Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón trùm tai đơn giản như thế này. Thì đối với mẫu này mình có phối theo họa tiết Noel ha, để cho phần thân nón của mình thêm xinh xắn. Ở bên trên đỉnh thì có trang trí thêm cục bông nè. Có tạo sừng cho thân nón và phần viền nón mình có tạo thêm một lớp bông để cho phần viền nón của mình thêm xinh xắn hơn ha. Có làm thêm một sợi dây rút ở bên dưới để mình có thể giữ ấm được toàn bộ phần cổ. Mẫu này thì mình cũng có phối thêm một size lớn và phối theo màu của cây thông Noel ha. Trên đỉnh cũng có gắn ngôi sao nè. Mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size để phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ hoặc là cho cả nam lẫn nữ ha. Và cách tăng size mình sẽ nói trong phần à, hướng dẫn. Để làm được mẫu này thì mình sử dụng len cốt tông của 125g. Sợi len của mình là mát S chữ đỏ ha. Độ dày của sợi len trong tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Kim móc thì mình dùng kim 3.5 mm. Những bạn nào mà không có mẫu kim này thì có thể so sánh đầu kim các bạn đang có so với sợi len. Khi đưa vào so sánh nè, độ dày của đầu kim nó sẽ to hơn sợi len 1 phần 2 là được. Mũi móc của phần thân nó nó sẽ được mềm mại hơn ha. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len. Kim khâu len để khâu các cái họa tiết lại. Thước dây dùng để đo size nè. Và để tạo điểm nhấn cho phần thân nón mình có sử dụng thêm một ít len bông xù ha. Sợi len của mình nó sẽ như thế này. Độ dày của sợi bên trong thì nhỏ, lớp lông xù bên ngoài thì hơi dày ha. Ta có thể dùng kim 3.5 cũng được. Và một ít gòn để mình có thể nhồi vào họa tiết trang trí. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi, các bạn sẽ nhìn cho mình trên cái bảng size mà mình có hiển thị trên màn hình nè. Đã có tuổi của size mà các bạn cần móc rồi thì mình sẽ xác định số đo vòng đầu của size mà các bạn móc là bao nhiêu khi đã có được số đo vòng đầu rồi các bạn sẽ lấy cho mình số đo vòng đầu trừ cho khoảng tầm 5 cho đến 7 cm thì 5 cho đến 7 cm này tức là cái khoảng cách giữa hai cái điểm mà mình có đánh dấu ở đây nè các bạn thích cho nó gần hoặc là xa thì các bạn sẽ trừ cho mình ít hoặc là nhiều ha thì mình sẽ ra được cái số cm của cái xích đầu tiên đó sau đó mình sẽ móc cái xích đầu tiên bằng với cái số cm mà mình có được là mình sẽ ra ha. Size này thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 62 mũi móc ha. 3 4 5 6 7 8 9 10 Khi đã móc cho mình được 62 mũi móc xích, các bạn sẽ sử dụng cái xích này mình đo vào trong thước dây. Lưu ý cho mình khi đo nè tùy vào tay thở móc lỏng hay chật ha thì mũi xích của mình nó sẽ khác nhau và cái độ co giãn của sợi len nó cũng khác nhau nên khi các bạn đưa cho mình cái kích thước này vào trong thước dây mình sẽ kéo căng cái sợi dây xích này một tí ha không kéo căng quá cũng không làm cho nhùng quá nha lúc này khi mình đo 62 mũi này vào thước dây thì nó tương đương khoảng 36 cm nè nó không quá nhùng cũng không quá kéo căng nha các bạn kéo cho mình với cái độ kéo vừa phải nè ta sẽ được 36 cm ha cho cái size mà mình đang móc thì khi đã có được 36 cm tương đương 62 mũi xích rồi móc lên 2 mũi móc xích sau đó móc vào chân xích thứ 62 một mũi kép đơn chân móc bên cạnh cũng tương tự một mũi kép đơn ha làm tương tự cho mình cho đến cuối hè cứ mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc là được Móc cho đến hết ha. Sau khi đã hoàn tất được các cái mũi kép đơn đến cuối rồi nè, thì lúc này các cái mũi kép đơn của mình nó sẽ có một cái kích thước cố định rồi ha. Khi các bạn đưa cho mình cái kích thước này vào trong thước dây nè. Ban đầu mình đo cái xích theo cái độ co giãn là 36 cm thì lúc này cái mũi của mình nó đã cố định rồi. Các bạn đo vào nó sẽ được tầm khoảng 36 cm. Ta đã được cái kích thước như mong muốn rồi ha thì tiếp tục mình sẽ móc lên các cái hàng móc tiếp theo kết thúc hàng móc thứ nhất móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc thứ nhất ta có 62 mũi tạo ra 62 chân móc cho hàng thứ hai thì hàng thứ hai các bạn sẽ lần lượt móc cho mình vào 62 chân đó mỗi chân là một mũi kép đơn hả đây sẽ là chân đầu tiên nè tiếp tục chân thứ hai chân thứ ba cũng tương tự ha một mũi kép đơn Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, sau đó kết thúc hàng lên 2 mũi xích, quay ngược đầu móc và tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy. Ở đây mình đã có móc sẵn một cái thân nón nè. Thân nón của mình cũng có 62 mũi xích ha, kích thước ban đầu khi đưa vào nè. Độ dài của xích đầu tiên là 36 cm. Thì khi gặp đôi cái xích này 36cm lại ta sẽ được 18 Các bạn sẽ gặp đôi cho mình cái phần thân nón lại Đo theo cái chiều mà vừa nãy mình vừa đo ha Từ dưới lên nè Thì lúc này khi chia đôi mình sẽ được cái kích thước là 18cm Thì các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy Cho đến khi mình đo vào cái bề ngang thì bề dọc mình được 18 ha, bề ngang nó cũng sẽ tầm khoảng 17 đến 18 ha. Đối với những bạn nào mà không viền lên bông xù thì mình sẽ móc bằng cái kích thước đó. Còn những bạn nào có viền thì chừa thêm cho mình 1 cho đến 2 cm để mình viền lại cái phần viền này. Tức là khi mà mình gặp cái phần thân nón lại nè, nó sẽ tạo ra cho mình được một cái khối hình vuông ha. Hình vuông đều như thế này. Đây, ở đây 18 nè. Thì bề ngang của mình sẽ là 18 đối với những bạn nào không viền. Còn bạn nào viền thì chừa ra 1 đến 2 cm ha. Khi mình đã có được kích thước đó rồi, móc lên một mũi móc xích. Lúc này mình sẽ chọn một mặt là mặt phải của phần thân nón nè. Các bạn có thể chọn một mặt bất kỳ ha. Sau đó ta sẽ gặp đôi phần thân nón lại. Các bạn sẽ nẹp cho mình các cái chân móc tương ứng với nhau nè. Lúc này khi mà mình gặp đôi lại thì nó sẽ có cái chân móc tương ứng ở hai cái tấm này ghép lại. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân đầu tiên của mặt bên trên với chân móc đầu tiên của mặt bên dưới, tức là hai cái chân móc này nó sẽ tương ứng với nhau. tâm ký vào hai chân móc song song móc vào một mũi móc đơn. Tiếp tục tương tự cho hai chân móc kế bên ha, là hai chân móc song song tương ứng với nhau nè. Móc vào đây một mũi móc đơn. Chân kế tiếp tương tự ha. Hai chân móc song song, móc vào một mũi móc đơn. Các bạn sẽ đẹp tương tự cho mình cho đến hết. Khi đã nẹp hoàn tất được phần thân nón rồi, ta sẽ có được một kỹ họa tiết hình vuông như thế này. Kết thúc móc lên một mũi móc xích, sau đó kéo và cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ha, thì ta sẽ hoàn thành được cái phần thân nón như thế này. Đây, phần thân nón của mình khi đội vào ha. Khi mình để về vị trí cũ nè, gặp đôi nè, nó sẽ tạo ra được một cái hình gần như là vuông rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ viền lại cái phần bông xù ở cái xích đầu tiên mà mình gây nên nè Sợi len bông xù này các bạn cũng sử dụng cho mình kim 3.5mm để móc ha Trừ một đoạn len vừa đủ dài sau đó đưa sợi len ra phía sau Lúc này mình đã có được những cái chân móc cụ thể của cái xích đầu tiên mình gây nên rồi Thì đâm kim vào chân xích đầu tiên Kéo cái sợi len qua chân móc Từ đây móc lên hai mũi móc xích sau đó lần lượt móc vào các cái chân móc này, mỗi chân làm một mũi kép đơn ha. Và các cái chân móc của cái hàng xích đầu tiên mà mình gây nên á. Lưu ý khi móc các bạn sẽ giấu cho mình cái sợi len thừa vào trong mũi móc để khi tắt các len không phải giấu len nhiều ha. Và cái sợi len thừa của mình nó sẽ không có bị lộ ra bên ngoài. Móc tương tự cho mình cho đến hết kết thúc cái phần viền thì móc lên một mũi móc xích sau đó kéo vào các len các bạn cũng tiến hành giấu cho mình cái sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc ta hoàn tất được phần viền nón như thế này đây lúc này nó sẽ tạo ra được đúng một cái hình vuông với các cái cạnh bằng nhau ha và để giúp cho phần thân nón của mình nó được ôm sát vào cổ ở bên dưới này các bạn sẽ móc cho mình một cái sợi dây để mình có thể luồn vào Sợi dây thì đơn giản ha, tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Có được một nút rồi, móc lên một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể luồn ở cái phần cổ của nón nè. Luồn qua hai mặt và chưa ra một đoạn len vừa đủ dài ở đây ha, để mình cột. Sai này thì mình sẽ móc lên 160 mũi móc xích. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hoàn tất được 160 mũi xích, kéo dài cái sợi len này và cắt len. Và để ý cho mình ở cái hàng phần cổ của thân nón nha. Lúc này mình sẽ không có cái chân móc cụ thể mà ta sẽ có các cái khoảng giữa các cái chân móc ở mỗi hàng móc nè. Đây, khoảng giữa hai mũi kép, khoảng giữa hai xích và một mũi kép nè. Thì mình sẽ đâm kim lần lượt vào các cái khoảng này ha. Trước tiên là phải đâm kim vào cái phần bông xù trước, kéo cái sợi len qua nè. Sau đó lần lượt mình đâm kim từ dưới lên trên. Và khoảng tiếp theo ha, kéo sợi len xuống dưới. Đâm kim khoảng tiếp theo, kéo từ dưới lên trên. Tương tự nè, khoảng tiếp theo thì kéo từ trên xuống dưới. Tiếp theo là kéo từ dưới lên trên. Khoảng tiếp theo tương tự ha, kéo sợi len xuống dưới nè kéo sợi len lên trên và các bạn sẽ kéo dần dần như thế này cho mình cho đến hết đến đỉnh này hả như vậy là khi mình luồn được cái đầu dây vào á ta sẽ có được một cái đoạn rút để tạo cho hai đầu dây có điểm nhấn tạo thêm cho mình hai cục bông và gắn vào hai đầu dây khi mà mình đội vào nè muốn cho nó sát với phần cổ thì guốc cái đầu len lại thì cái phần này nó sẽ nhỏ lại và ôm sát vào phần cổ ha trên đỉnh nón cũng có thể tạo thêm một cục bông để trang trí cho đỉnh nón của mình thêm xinh xắn hơn ha Hoặc là những cái trang trí họa tiết khác cũng được Như vậy là ta vừa hoàn tất được phần thân nón đơn giản ha Ở đây mình có trang trí thêm sừng cho phần thân nón Thì cái phần sừng này cách móc cũng rất là đơn giản nè Ta có thể trang trí vào hai bên thân nón ha Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm đơn giản nè Tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn giữ nguyên vị trí móc lên một xích và móc vào vòng tròn ta vừa tạo 5 mũi móc đơn. Một Mũi móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư và mũi móc đơn thứ năm. Có được 5 mũi đơn rồi nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại và di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên. Móc một mũi dời. Móc lên một xích Vòng này ta có 5 mũi đơn tạo ra 5 chân móc cho vòng thứ hai. Thì vòng thứ hai, chân đầu tiên móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ hai tương tự móc 2 mũi móc đơn. Tiếp tục chân thứ ba tương tự ha, 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư cũng 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ năm là chân cuối cùng cũng móc cho mình 2 mũi móc đơn. Ở đây nó có một cái mũi móc nè thì cái mũi này nó không phải là chân của mũi đơn mà nó là mũi dời kết thúc vòng đầu tiên ha không móc vào đó mà đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên ở vòng này móc một mũi dời sau đó lên một xích thì vòng này mình sẽ tạo ra được 10 mũi móc đơn tạo ra 10 chân cho vòng móc tiếp theo thì vòng móc tiếp theo mình không tăng sai nữa các bạn cứ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến cuối vòng móc đơn thứ ba vào chân thứ ba nè móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu vào chân thứ sáu móc đơn thứ bảy móc đơn thứ tám móc đơn thứ chín và móc đơn thứ mười vào chân thứ mười xác đây nó cũng có một cái mũi móc nè không móc vào đây mà đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên ha móc vào đó một mũi dời phần sân của mình nó sẽ có được một cái độ sâu các bạn sẽ tiếp tục làm tương tự cho mình thêm nhiều vòng móc nữa lên một xích và mỗi hàng móc mình sẽ có 10 mũi móc đơn Móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi cái phần sườn của mình nó đạt được một cái độ cao như thế này. Ở đây mình móc tầm khoảng 10 hàng móc thì nó đã có cái độ cao như thế này rồi. Tiếp tục các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho mình, nhưng nó sẽ bằng một nửa với cái phần sườn mà mình vừa tạo. Khoảng tầm 5 hàng ha. Cứ khi nào mà kết thúc mỗi cái phần sườn chưa cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len này để làm khâu ha. Các bạn sẽ tiếp tục nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong của mỗi sừng sau đó mình sẽ khâu cái phần sừng ngắn qua một bên thân hông của phần sừng dài nhồi gòn vào nè sau đó gắn vào một bên hông như thế này khi gắn hoàn tất rồi các bạn tiếp tục nhồi gòn cho mình vào cái phần sừng dài thì mình sẽ có được một cái phần sừng hoàn tất như thế này sau đó bẻ canh chỉnh cho phần sừng của mình nó đều lại là được ha và mình sẽ tiến hành khâu vào trong thân nón khâu cho mình hai bên cho đều ha thì như vậy là mình sẽ khâu hoàn tất được hai cái phần sừng rồi nè và mình cũng hoàn tất được một cái mẫu nón Noel màu đỏ như thế này Khi bé đội vào ha Vuốt lại cho cái phần này nó sát với phần cổ nè Và cột lại Với cách làm đơn giản này thì các bạn có thể tạo ra cho mình được nhiều mẫu nón xinh xắn khi mà mình phối nhiều màu khác nhau ha Mẫu này thì cách tăng size và giảm size nó cũng rất là đơn giản ở đây mình có tăng size cho một cái mẫu nón với phối màu cây thông nè. Thì đối với cái mẫu này ở bên trên đỉnh nón mình có tạo ra một cái hình ngôi sao. Và để cho cái hình ngôi sao này nó được đính cố định và thẳng khi mà mình đổi á. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc phần ngôi sao này ha. Các bạn sẽ sử dụng cho mình đầu kim nhỏ hơn để mình móc cho phần ngôi sao của mình nó được cứng kép. Thì ở đây mình sử dụng kim 2,5mm. Đầu kim sẽ có độ dày bằng hoặc là nhỏ hơn sợi len một tí ha. Mũi móc của mình sẽ được chắc chắn hơn và ngôi sao của mình nó sẽ được đứng dán. Tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 10 mũi nửa kép. Mũi nửa kép đầu tiên nè. Mũi nửa kép thứ hai. Mũi nửa kép thứ ba. Mũi nửa kép thứ tư tiếp tục mũi nửa kép thứ năm mũi nửa kép thứ sáu nửa kép thứ bảy mũi nửa kép thứ tám mũi nửa kép thứ chín và mũi nửa kép thứ mười vào cùng một vòng tròn khi hoàn tất được 10 mũi nửa kép nắm sợi lên ngắn guốc lại cho vòng tròn của mình nó được sát lại và các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến chân của mũi nửa kép đầu tiên đây là mũi đầu tiên nè. Ta đâm kim vào chân móc của nó, móc một mũi dời để ta kết thúc vòng. Thì 10 mũi này mình sẽ chia ra khoảng cách để mình tạo cánh ha. Thì mỗi cánh nó sẽ tương đương với bốn mũi móc xích. 1 2 3 và 4. Có được bốn mũi rồi, mình sẽ tiến hành tăng cái độ rộng của cái phần cánh này bằng cách lên một xích. Chân thứ tư móc cho mình một mũi dời. Chân thứ ba móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai móc một mũi nửa kép. Và chân móc thứ tư là chân cuối cùng á, móc cho mình một mũi kép đơn. Như vậy là phần cánh của mình nó sẽ có cái độ to dần từ phần đỉnh đến cái phần chân ha. Tiếp tục nè, cái chân đầu tiên là chân mà mình tạo xích, các bạn sẽ không tính chân đó ha. Bỏ qua cho mình chân đó và một cái chân móc nguyên ở đây. Móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi dời như vậy là ta sẽ hoàn tất được cánh ngôi sao đầu tiên tiếp tục cánh thứ hai cũng móc lên bốn mũi xích để tạo cái độ cao của cánh nè có bốn mũi rồi tiếp tục lên một xích và móc vào chân thứ tư một mũi dời chân thứ ba một mũi móc đơn chân thứ hai một mũi nửa kép và chân cuối cùng một mũi kép đơn Sau đó kết thúc cánh này bỏ qua một chân móc nguyên và cái chân móc mình móc mũi dơi ha. Chân móc mũi dơi nè, chân móc nguyên nè, móc vào chân kế tiếp một mũi dơi. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết. Hoàn tất được 5 cánh ngôi sao rồi, đến cái cánh cuối cùng nè, mình còn dư lại một chân móc và cái chân móc sát bên của nó, tức là cái chân của mũi dơi kết thúc vòng phía dưới ha. Các bạn sẽ móc cho mình vào chân của mũi dơi đó, một mũi dơi. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cánh của ngôi sao thì lúc này cánh ngôi sao của mình nó sẽ có cái độ nhão nó không có được cứng cáp các bạn sẽ viền cho mình một hàng viền mũi dời vào bốn chân móc xích mà mình gây nên đầu tiên ở mỗi cánh nè mỗi chân mình sẽ móc vào đó một mũi dời ha chân đầu tiên một mũi dời nè tiếp tục chân thứ hai một mũi dời chân thứ ba một mũi dời chân thứ tư một mũi dời lúc này phía dưới mình lên một xích thì bây giờ các bạn cũng lên cho mình một xích sau đó lúc này mình sẽ có các cái chân móc nè của mũi dời nè, mũi đơn, mũi nửa kép và mũi kép đơn thì ta lần lượt ha. Chân mũi dời một mũi dời nè. Chân mũi đơn móc một mũi dời. Chân mũi nửa kép móc một mũi dời. Và chân của mũi kép đơn một mũi dời. Và để kết thúc cánh đầu tiên, đâm kim vào cái mũi mà mình móc mũi dời giữa hai cánh á, phía dưới nè. Móc vào tiếp tục một mũi dời. Như vậy là ta sẽ nẹp được một cánh nó cứng cáp hơn ha tương tự cho mình cánh thứ hai bốn mũi xích mỗi chân ta sẽ móc một mũi dời chân thứ ba nè và chân thứ tư tiếp tục lên một xích bốn mũi ha chân mũi dời móc một mũi dời chân mũi đơn móc một mũi dời chân mũi nửa kép móc một mũi dời và chân mũi kép đơn móc một mũi dời kết thúc đâm kim vào chân của mũi dời giữa hai cánh Móc và tiếp một mũi dời và làm tương tự cho mình cho đến hết. Đến điểm kết thúc cũng móc vào chân này một mũi dời nè, sau đó kéo dài cái sợi len và cắt len. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Kéo cái sợi len lên nè. Lúc này sợi len của mình nó đang nằm ở mặt phải của ngôi sao. Ta dùng kim đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình móc mũi dời kết thúc, sau đó kéo cái sợi len này ra phía sau. Hoàn tất được ngôi sao rồi, tiến hành dùng kim khâu, xỏ cho mình cái sợi len mình vừa chừa ra vào trong kim khâu. Các bạn sẽ tiến hành khâu ngôi sao này lên trên đỉnh của nón. Thì cách khâu á, các bạn sẽ khâu cho mình ở cái góc này nè của ngôi sao. Với cái góc tương đương với cái phần đỉnh nón. Khi khâu các bạn sẽ guốc chặt cho mình sợi len thì cái phần ngôi sao của mình nó sẽ được đứng hơn ha. Khi mà mình đổ vào nó sẽ không có bị sập xuống mà nó sẽ đứng cứng cáp lên như thế này. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái phần khâu ngôi sao lên trên đỉnh nón ha. Đối với mẫu này thì các bạn có thể phối nhiều màu tùy thích hoặc là cũng có thể tăng giảm size để phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ trong mùa Noel này ha. Chúc các bạn thành công khi thực hiện mẫu nón này.